Vân Nhược, cuồng phong thổi gãy cột cờ là dấu hiệu gì? Thiên tượng mà thôi, đề phòng Lưu Bị tối nay cướp trại. Đây là trời phù hộ tà mổ ta. Vậy thì tương kế tự kế, bố trí mai phục. Giết! Trương tướng quân báo, Tào Doanh không có phòng vệ, hắn đã soái bộ từ Tây giết vào, xin chủ công soái quân từ Đông nhập trại, hai quân lấy lửa làm hiệu, hai máy hiên giáp công. Tướng quân, Tào Doanh không có một ai. Tướng quân, đại tướng không có Tào quân. Giết! Bắt sống Trương Phi, không tốt, mau rút. Trương Phi chạy đi đâu? Người không phải đối thủ của ta, bớt nói nhảm xem thương. Trương Phi, người đã trúng mai phục, còn không đầu hàng. Lão Trương sợ người sao? Trương Phi chạy đâu? Không cần đánh nữa. Các ngươi vốn là bộ hạ cũ của thừa tướng. Thừa tướng có lệnh, đầu hàng miễn tử. Còn không để đau thương xuống. Chúng ta nguyện hàng. Chúng ta nguyện hàng thừa tướng. Tào Doanh có lửa. Cùng lên. Không tốt, có phục binh. Lưu Bị chạy đâu? Cùng ta giết ra ngoài. Theo ta xông ra ngoài. Trở về tiểu bái. Thừa tướng có lệnh. Các ngươi vốn bộ hạ cũ của thừa tướng, chỉ cần quy hàng, không truy xét chuyện xưa. Chúng ta nguyện hàng.
Tiểu bối đã mất. Từ Châu khó giữ được. Đại thế mất rồi. Hợp thời trong tiện, Sĩ Lâm Tài Tuấn. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Thừa tướng phụng chỉ chinh phạt, không dám cơm giỏ canh nóng nghênh đón vương sư. Đại phu trung tâm với triều đình, vọng vọng hương bang, nói thật có lý. Tướng quân, tiểu bái Từ Châu đã bị Tào quân phá. Chủ công cùng Trương tướng quân tung tích không rõ. Biết rồi. Tướng quân, Từ Châu tiểu bái thất thủ, hạ bì nguy cơ sớm tối. Thành trì mất có thể lấy lại được. Chỉ là hai vị tẩu tẩu nếu có bắt trắc, ta không còn mặt mũi gặp huynh trưởng. Nhưng Tào Tháo đại quân cách hạ bì không xa. Hạ bì thành trì kiên cố, chủ công cùng Dực Đức xông ra vòng vây, chắc chắn sẽ đi lấy cứu binh. Người đâu? Có. Cố thủ hạ bì mà đợi viện binh. Tuân mệnh. Từ Châu tiểu bái trong tay ta. Hạ bì bất quá là một tòa cô thành. Nếu có hạ bì thì Từ Hoài sẽ được ổn định. Chỉ là chiến cơ không thể bỏ lỡ. Quan Vũ nếu tử thủ hạ bì thì hai quân giữ nhau thời gian dài, chiến cuộc khó liệu. Vân Trường là lương tướng khó được. Quan Vũ nghĩa khí trung sâu, tất nhiên không hàng. Nếu phái người đi, sợ bị làm hại. Nếu được ta sử dụng, bình định quân hùng ở trong tầm tay. Quan Vũ trung với Lưu Bị, sao mà chịu hàng? Nếu không nhanh lấy, sợ Viên Thiệu sẽ đoạt được. Đúng vậy. Vậy như thế nào mới tốt? Chủ công, ta cùng Văn Trường có quen biết cũ. Chủ công sốt ruột cầu hiền, ta nguyện tới đó du thuyết. Ý kiến của Trọng Đức là gì? Nếu muốn khuyên quy hàng, nên làm hắn hết đường tiến thoái rồi mới dụ hàng. Lời nói của Trọng Đức ngược lại làm ta hiểu ra. Nhanh! Mau mở cửa thành để chúng ta đi vào. Các ngươi từ đâu mà đến? Vì sao tới đây? Chúng ta là bộ hạ của Trương tướng quân, đến hạ bì tìm Quan tướng quân. Đã là bộ hạ của Trương tướng quân, Dực Đức hiện tại nơi nào? Trương tướng quân bị Tào quân vây quanh. Chúng ta phụng lệnh tướng quân liều chết đến đây cầu viện. Trương tướng quân hiện tại ở đâu? Hướng bắc 10 dặm trên Thổ Sơn. Thổ Sơn, Trương tướng quân bị vây chặt, dù liên tục xông ra cũng khó phá vây. Xin Quan tướng quân hỏa tốc cứu viện. Nếu mà đến trễ, Trương tướng quân tính mạng khó đảm bảo. Trước để bọn họ tiến vào. Các ngươi vào thành nghỉ ngơi, ta đi tiếp ứng Trương tướng quân. Đa tạ tướng quân. Tướng quân, phía trước có tàu binh. Ngân Quan Vũ lại cho ta. Tướng quân, tiến hay lùi? Không được ham chiến, giết qua đó.
Quan Vũ, còn không xuống ngựa quy hàng, cản ta sẽ chết. Tránh đường này ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trương Phi đã như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nên sớm quy hàng thừa tướng đi. Người si nói mộng. Đi mau, không cần truy kích. Xem quan văn trường ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu. Nhanh, truyền quân lệnh ta, ở trong thành bốn phía chất đóng bụi rậm, đổ nhiều dầu trơn, châm lửa đốt cháy để nhiễu loạn quan văn trường. Vâng. Tướng quân, thành Hạ Bì bốc cháy rồi. Nhanh, vây nơi này lại. Phu nhân, phu nhân không xong rồi. Trong thành tất cả đều là tàu binh. Nhanh, bên này. Các ngươi ở bên kia, cẩn thận điều tra. Nhanh, đừng để người khác chạy thoát. Các ngươi nhanh đi bên kia. Phu nhân không thể làm điều nông cạn. Để xem động tĩnh rồi tính tiếp. Vũ tướng quân, người canh giữ nơi này, có người tự tiện xông vào, tiền trảm hậu tấu. Tướng quân, chúng ta nguyện theo tướng quân phá bay, giết về Hạ Bì. Tốt. Giết về Hạ Bì. Văn Trường huynh, Văn Trường huynh, ta là Trương Liêu. Văn Viễn, Văn Trường huynh, không ngờ ở đây gặp gỡ. Văn Viễn lúc này đến đây có gì chỉ giáo. Hứa Đô từ biệt niệm tình bạn cũ lâu năm nên đến tới gặp. Văn Viễn nếu là đến vì Tào Tháo chiêu hàng, xin đừng mở miệng. Không phải, ân cứu mạng Trương Mỗ không dám quên mất. Tào Tháo phóng hỏa đốt Hạ Bì, hai vị tẩu tẩu cũng kẹt ở trong thành. Quan Mỗ chỉ có liều chết một trận, bảo toàn trung nghĩa danh tiết. Văn Trường nếu như thế, làm sao xứng đáng với huynh đệ kết nghĩa.
Huyền Đức đi đâu không rõ, Dực Đức sinh tử chưa biết. Đêm qua Tào Công kế lấy Hạ Bì, phóng hỏa đốt cháy, bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Về phần hai vị phu nhân an cư trong phủ, lông tóc không hư hại. Thừa tướng đặt lệnh vu cấm tướng quân phòng ngự bên ngoài, người tự tiện xông vào định trảm không tha. Ta biết người tới là khuyên hàng, không cần nhiều lời, đến đây chém giết là được. Nếu ta thiên mệnh đã hết, mong rằng ngươi có thể chiếu cố hai vị tẩu tẩu. Ngày khác nếu có cơ hội, đưa về bên cạnh đại ca ta. Quan mổ trên trời có linh thiêng cũng sẽ chắp tay cảm tạ. Lời nói văn trường há không làm thiên hạ cười nhạo? Ta vì trung nghĩa mà chết, làm sao cười ta? Văn trường khuyên ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, lời ấy còn tại bên tai. Bây giờ mình đương phản cục giả mê, sao không buồn cười? Hôm nay nhân huynh liều chết không đổi, không những khó thành trung nghĩa, ngược lại có ba tội lỗi là bất trung bất nghĩa. Ngươi nói ra xem, ta có ba tội nào? Huynh đệ ngươi ba người đào viên kết nghĩa, thề cùng sinh tử, hoàng thúc mới bại, nhân huynh nếu trận chiến hôm nay mà chết, ngày khác sứ quân tái xuất, ai đến tương trợ? Ngươi phụ đào viên minh nước, sao mà trung nghĩa? Sứ quân lấy gia quyến nhờ vả, nhân huynh vứt mạng mà đi, nhị phu nhân không chỗ nương tựa, đây là bất tính, làm sao trung nghĩa? Chỉ trách quan mổ suy nghĩ không chu toàn. Vậy tội thứ ba là gì? Nhân huynh võ nghệ siêu quần, kim thông kinh sử, không nghĩ cùng hoàng thúc giúp đỡ Hán Thất, chỉ nghĩ cái dũng của thất phu, trung nghĩa làm sao? Hiện nhân huynh bị Tào Công trọng binh vây khốn, nếu không hàng thì hẳn phải chết, đồ chết vô ích. Không bằng tạm thời hàng Tào Công, lại nghe ngóng Lưu Hoàng Thúc, nếu biết được chỗ sẽ đến nơi đó. Một, không bội Tào Viên ước hẹn. Hai, có thể bảo toàn hai vị phu nhân. Ba, có thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách. Có ba điều này sẽ không mất trung nghĩa. Mong rằng Văn Trường huynh nghĩ lại. Cũng được, ngươi đã nói ba điều tiện, ta cũng có ba điều ước. Nếu Tào Tháo đáp ứng, ta sẽ gỡ giáp bãi binh. Nếu không đáp ứng, ta nguyện nhận ba điều khuyết mà liều chết một trận. Thừa tướng khoan dung độ lượng, có gì không dung, xin nói. Thứ nhất, huynh đệ của ta ba người minh ước, giúp đỡ Hán Thất, cứu vớt Lê Dân. Ta chỉ hàng Hán Thất, không hàng Tào Tháo. Thứ hai, đại ca đem hai vị tẩu tẩu phó thác cho ta, cần theo hoàng thúc bổng lộc phụng dưỡng. Tất cả trên dưới người chờ đều không được quấy nhiễu, né tránh nội quyến, thừa tướng há có thể không cho phép. Thứ ba, nếu biết tin tức của Lưu Hoàng Thúc, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, ta lập tức đến đó. Ba thiếu đi một sẽ không chịu hàng. Mong rằng Văn Viễn nhanh chóng hồi bẩm. Ta lập tức trở về bẩm thừa tướng, nhân huynh chờ tin. Khoan, Tào Công nếu đáp ứng ba ước, xin mời lui binh 30 dặm. Điều này là sao? Mời Tào Công rời khỏi Hạ Bì 30 dặm. Ta phải vào thành đem việc này bẩm báo hai vị tổ tẩu, sau đó sẽ hàng. Trương Liêu biết rồi.